vận hạn năm giáp thìn 2024 của người tuổi mùi đi ngược thời cuộc tiền bạc nhảy vọt sự nghiệp thăng hoa bất chấp khó khăn chung xem tử vi năm giáp thìn 2024 cho biết rằng đây là một năm khó khăn về kinh tế với ai thì đúng riêng còn giáp người tuổi mùi lại là một cơ hội để họ có bước nhảy vọt về tiền bạc thăng hoa trong sự nghiệp đánh giá trùng về tử vi tuổi mùi năm giáp thìn 2024 qua các tuổi ất mùi, đinh mùi, quý mùi, kỷ mùi và tân mùi. Tuổi ất mùi sinh năm 1955, năm 2024 là 70 tuổi, mệnh sa trùng kim, tường khắc lưu niên. Tuổi đinh mùi sinh năm 1967, năm 2023 là 58 tuổi, mệnh thiên hà thủy, tường khắc lưu niên. Tội kỷ mùi sinh năm 1979, năm 2024 này là 46 tuổi, mệnh thiên thượng hỏa, bình hòa lưu niên. Tuổi Tân Môi, sinh năm 1991, năm 2024 này là 34 tuổi, mệnh lộ bàn thổ, tương sinh lưu niên. Và tuổi Quỷ Môi, sinh năm 2003, năm 2024 này là 22 tuổi, mệnh dương liễu mộc, tương sinh lưu niên so với tử quy năm quý mão 2023 thì vận trình năm 2024 của những chú dê có bước tiến nhảy vọt rực rỡ hơn đôi phần và có dần xu hướng ổn định ít bị biến động hơn so với tác động của ngoại cảnh nhờ được nhiều các tin trợ mạnh hầu như không có hùng tinh tác động xấu nên mọi phương diện cuộc sống của đường xấu đều có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, không ai nắm tay từ sản tới tối được, các khỉ không thể nào tự nó kéo dài xuyên suốt cả năm. Đang xen với những các khỉ thì có những thời điểm hùng khỉ lẫn ác hoặc đơn giản là cảm xúc đi xuống cũng kéo theo vận trình giảm sút miễn là mệnh chủ luôn duy trì được tinh thần tích cực lạc quan chủ động trong mọi tình huống thì sẽ có một năm đáng đệ kỳ vọng công việc năm 2024 này nhờ có đầu óc tỉnh táo minh mẫn mà những chú dê quan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khiến cho lãnh đạo hài lòng năm giáp thình mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trò còn giáp này bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn, sẵn đáng hơn với năng lực hiện tại. Tuy nhiên, dù có gạt hải được thành công lớn lao thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi còn giáp này vẫn cần cố gắng không ngừng. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu được cải thiện, dù bạn làm trong lĩnh vực nào thì cũng có một tuổi tiền rủng rỉnh Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có người được thăng chức nên tiền lương cũng tăng theo. Với người làm kinh tế, bạn ký kết được những hợp đồng béo bở, đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem tiền về cho tập thể. Tình cảm của người tuổi môi vào năm Giáp thình 2024 này cũng khá triển vọng. Người độc thân có thể tự làm quen hoặc được giới thiệu cho những đối tượng. ân ý, chỉ cần bạn chịu mở lòng thì có thể nhanh chóng nên duyên với một người nào đó. Với người đã lập gia đình, nhờ các thành viên luôn quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau mà ngôi nhà của bạn lúc nào cũng duy trì được sự ấm áp, tràn hòa, niềm vui. Tình hình sức khỏe của những chú dê trong năm 2024 này không có gì đáng lo ngại. Công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn không phải lo lắng căng thẳng nhiều. Tuy nhiên, để cơ thể luôn được khỏe mạnh thì con giáp này vẫn cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá sức. Xem vận hạn năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Có thể nói rằng năm giáp thìn là một năm cực kỳ may mắn đối với con giáp người tuổi mùi, đặc biệt là phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tài tới cơ hội được cất nhắc. Năm nay, có sao chính ẩn và chính quan phù trợ sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc cũng không tránh khỏi và vấp, xong còn giáp này không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tinh thần quyết tâm, tích cực, không những giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tình thiền đức bảo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc khi bạn cần nhất chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Bước sang năm 2024 này sẽ đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực hiện tại. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạc tiến cử, bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình. Cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể chính là cách bảo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập trận bước vào công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ triệu tác động tích cực của sao Thiếu Âm mà bạn luôn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp bạn gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Nhìn chung, thời điểm này, bản mệnh hãy dũng cảm làm những điều mình cho là đúng. Chỉ cần bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa, thời điểm này, tiểu nhân lùi bước, bạn không còn phải quá đề phòng mọi người xung quanh. Ai đến với bạn cũng là người có thiện chỉ bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào. Cốt là bạn không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được và cũng không ngủ quên trên chiến thắng. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi năm giáp thình 2024 nhận định rằng tài lộc biến động không quá nhanh, mạnh nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm nay. Dù còn giáp người tuổi môi làm trong lĩnh vực nào, làm công, làm chủ hay làm trong những công ty, giữ vị trí gì đi nữa, chỉ cần bỏ công, bỏ sức ra, lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, trên ẩn và thiên ẩn cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao mà như vậy bạn chắc chắn sẽ nhận được không ít tiền thưởng nóng, hoa hồng. Cấp trên sẵn sàng thưởng cho nhân viên cần mẫn tài năng như bạn. Nếu tin tưởng vào bản thân, vào những gì mình đã gặt hái cho tập thể, bạn cũng có thể mạnh dạn chủ động, đề bạc mong muốn được tăng lương với cấp trên, khả năng được phê chuẩn là rất cao. Chẳng ai lại không muốn giữ một người mang lại nhiều giá trị cho tập thể ở lại công ty cả. Với người làm kinh tế, các tình thiên đức giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn mà gặp phải trên con đường làm giàu. Quỹ nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, của bạn thoát khỏi một bàn thua trong thấy. Con giáp này cởi mở, tỉnh tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm cho mình những đối tác phù hợp, cùng chung chỉ hưởng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần bạn chấp nhận vất vả bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng trải vào trong tuổi của bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh tảo, bình tĩnh, nhạy bén nên dễ đưa ra những quyết sách đúng đắn đem lại lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Khi đồng tiền dư giả trong tuổi, các tin thiếu âm khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng giúp đỡ người khác không toàn tính, thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quỹ nhân hoặc với những đối tác lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình duyên của những chú dê khá bình yên trong năm giáp thình này. Bạn đã biết chú ý hơn tới lời nói cách cư xử của mình, vì thế mà con giáp này luôn được lòng mọi người xung quanh nhận được nhiều sự yêu mến. Với người độc thân, bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc nên dễ dàng trở nên nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn, chỉ cần bạn chủ động bật đèn xanh thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao. Người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đảng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì bạn nên cân nhắc thử gặp gỡ xem sao. Biết đâu đó chính là người mà bạn mong mỏi tìm kiếm suốt bảy lâu đấy. Với những người đang có vết thương trong lòng, hãy để chuyện quá khứ trôi qua và đừng dành thời gian để thương nhớ hay oán giận những người đã quay lưng với mình. Bạn hãy nhìn về phía trước và dành cho những người chân thành cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu kỹ hơn về mình. Với những ai đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, bạn có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng bạn luôn quan tâm cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ, con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách suy nghĩ, cách làm. Xong, Đôi khi, phải luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ thế mà không có mâu thuẫn hay gây gắt ngọn ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao thiền đức cũng giúp ích cho các cặp đôi đón nhận tình mừng, đón thành viên mới trong năm giáp thân Hãy luôn quan tâm, chăm sóc nhau để con cái được ra đời trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. 4. Luận về phương diện sức khỏe vận hạn năm giáp thìn 2023 cho biết đường số sẽ không gặp phải những nguy cơ lớn lao về phương diện sức khỏe. Mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi, lạc quan. Nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay làm mọi điều mà mình mong muốn, tham gia vào mọi hoạt động muốn tham gia và đạt được mọi kế hoạch đã đề ra nếu mắc phải những căn bệnh mạng tính trước đó thì thời điểm này do chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tuân thủ lời bác sĩ uống thuốc đều đặn mà bạn cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện một số người gặp được đúng thầy đúng thuốc thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm nay với những người trẻ tuổi thì bạn không nên phùng phí sức khỏe của bản thân dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc hay thức khuya dậy sớm, bạn sẽ dễ bị bệnh dạ dày, sừng khớp hoặc các vấn đề về thần kinh. Xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 cho từng tuổi mùi như sau. Một Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, mệnh Kim tử vi năm giáp thìn 2024 cho thấy đây sẽ là một năm bình yên đối với người tuổi ất mùi sinh năm 1955. Bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên biết hài lòng với những gì mình đang có, sống trang hòa với mọi người xung quanh, không còn tranh đọt với những người ở ngoài xã hội. Vận trình tài lộc ổn định, khoản tiền lương, tiền tiết kiệm suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần phụ thuộc vào con cái. Bạn có thể dùng khoản tiền này để chuỗi chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong gia đạo, bạn đặt nhiều niềm tin vào con cháu nên không đưa ra những ý kiến ép buộc người nhà phải làm theo. Gia đạo bạn luôn ấm êm, con cháu biết kính trên nhường dưới, nhìn chung không có gì đáng lo ngại. Hai. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 Mạnh Thủy. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng được trải qua một năm bình yên, không có nhiều sóng gió. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức, kinh nghiệm của mình mà bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh người làm ăn kinh tế cũng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí, năm nay bạn còn có cơ hội gặp gỡ quỹ nhân, đối phương sẽ giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn, nếu nắm bắt được thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Gia đạo của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, cũng duy trì được bầu không khí yên ấm. Vợ chồng bạn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau trên mọi mặt cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thẩm thiết. Về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng. Xong, mọi việc đâu sẽ có đó, bạn cũng dần đặt nhiều niềm tin hơn vào con cái của mình. 3 tuổi kỷ môi, sinh năm 1979, mệnh hỏa. Năm giáp thìn có thể sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ đối với người sinh năm 1979, mệnh hỏa này. Bạn tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình nên có thể khiến lãnh đạo nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Cơ hội thăng tiến hoặc tuyên dương khen thưởng ập tới khiến bạn vô cùng vui mừng. Xong, đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng hãy tiếp tục cố gắng không ngừng và tiến về phía trước. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ dàng được thăng chức tăng lương, còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu về lợi nhuận ổn định do công việc đã vào cuồng quay. Bạn thậm chí còn mở ra thêm được quy mô làm ăn kinh doanh cho mình trong gia đình, vợ chồng bạn hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau nên những mâu thuẫn tranh chấp có xu hướng giảm hẳn. Hai người cũng cổ phủ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hoặc bớt chắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau, cản đáng, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng càng. 4 tuổi Tân mùi sinh năm 1991, mệnh thổ. Năm giáp thìn này, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Tân mùi Bạn mạnh dạn hơn trong việc thể hiện quan điểm bản thân nên dễ nhận được sự chú ý từ quý nhân. Nhiều cơ hội công tác, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sẽ đến với bạn. Đừng ngại khó khăn, vất vả, mọi công sức của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình hình tài chính không có gì đáng lo lắng, Người làm kinh tế tìm ra hướng đi phù hợp cho mình nên tiền trải vào tuổi ao ao. Đôi khi đối thủ cạnh tranh gay gắt sẽ khiến bạn căng thẳng. Xong, chỉ cần phát huy điểm mạnh bản thân thì bạn dần dần có thể vượt lên trên. Phương diện tình cảm cũng đón nhiều tình vui khi mà người độc thân không còn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn trong quá khứ. Bạn dần mở lòng hơn với những người chân thành với mình trong khi đó với những người đã lập gia đình bạn có thể nhận thêm niềm vui thêm thành phiền mới con trẻ là động lực để vợ chồng bạn cố gắng mỗi ngày xây dựng một gia đình ấm áp và đủ đầy hơn năm tuổi Quỷ môi, sinh năm 2003 mệnh mộc người sinh năm 2003 vẫn còn trẻ tuổi năm Giáp Thình bạn sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới để áp dụng trong công việc sau này. Bạn cũng sẽ kết thêm bạn với nhiều người bạn tốt. Đôi bên sẽ cùng hỗ trợ nhau trong việc học, nhờ thể mà thành tích học tập được nâng cao đáng kể. Quỹ nhân xuất hiện cũng giúp cho bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, đa số người tuổi này vẫn sống phụ thuộc vào sự trợ cấp từ cha mẹ, Xong, nhờ bạn chi tiêu có kế hoạch hơn trước nên không rơi vào cảnh túng thiểu tiền tiêu. Nếu muốn cải thiện mức sống cho mình thì bạn nên thử sức trong những công việc làm thêm, vừa kiếm được tiền, vừa rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết để sau này bước ra ngoài xã hội. Đào hoa nở rộ giúp nhiều người gặp được đối tượng ưng ý. Hai người tình cờ gặp gỡ nhưng tưởng như đã quen biết từ lâu. Đôi bên có nhiều chủ đề chung để nói chuyện nên chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, quyết định đến với ai thì vẫn cần phải thận trọng, không nên quá vội vã, kẹo gầy hỏi tiếc về sau này. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi mùi qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng này việc làm ăn đi vào cuồng quay ổn định, có cơ hội mở rộng quy mô Tuy nhiên vận quỹ nhân không nhiều Chủ yếu tự lo tự làm Không có ai hỗ trợ Nên lúc nào cũng tất bật Tháng 2 âm lịch Tháng này các khỉ thăng hoa Công việc gặt hải thành công lớn Có thể được đề xuất thăng chức hoặc tăng lương Có điều áp lực lớn Lại ít vận động Nên khiến cho con dắp này dễ bị đau nửa đầu Hoặc đau cuộc sống xương khớp Tháng 3 âm lịch có của nên giữ kỉnh, đừng khoe khoang kẻo bị kẻ gian nhầm ngõ thậm chí đột nhập từ gia trộm đồ quỹ giả tiền bạc tiêu xài nhiều đa phần dành cho người thân hoặc tạo ra các mối quan hệ mới tháng tư âm lịch tháng này là thời điểm làm ăn suôn sẻ dễ ký kết được hợp đồng lớn hoặc được cấp trên khen thưởng đề bạc tháng 5 âm lịch tháng này có lọc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính. Nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều thận trọng khi đi lại, nhất là đến những nơi sông nước kẻo gặp xui xẻo. Tháng 6 âm lịch Tháng này tinh thần của người tuổi mùi bất ổn, dễ nổi nóng, gây hận với người khác khiến công việc bị trục trặc. Gia đạo xuất hiện mâu thuẫn, chuyện tình cảm đôi lửa bất hòa, đổi lại phương diện tài chính khá tốt Tiền bạc vào ra cần đổi, không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 7 âm lịch, tháng này ra ngõ gặp quý nhân, gặp việc khó có người nâng đỡ, thu nhập có gia tăng do có thêm nguồn thu phụ, có điều cẩn trọng khi đi đứng kẻo bị té ngã, qua vẹt khiến cho thương tật ở tai chân hoặc vùng mắt. Tháng 8 âm lịch, tháng này tài khỉ vượng làm ăn kinh doanh phát đạt tiền bạc trải vào tuổi không ngân, đào hoa vượng cũng dần tốt. Tháng 9 âm lịch, tiền bạc có dấu hiệu hao tản cho bị lừa gạt hoặc chi phí cho sức khỏe. Gia đạo đón hỷ tính có tin về con cái trong nhà. Tháng 10 âm lịch, tháng này tiên bạc không ngừng trải vào tuổi tiêu pha rụng rỉnh cho cả người thân trong gia đình. Đón tin vui về con cái hoặc hệ tĩnh trong nhà tháng 11 âm lịch. Tháng này kinh doanh buôn bán đắt hàng nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên ưu tiên nghỉ ngơi, cẩn thận đường sông nước hoặc các vấn đề về da như dị ứng thời tiết, phát ban do không hợp thổ nhưỡng. Tháng 12 âm lịch Công việc làm mang nhiều và áp lực, có điềm tiểu nhân quấy phá, hết sức thận trọng khi kỹ tả giấy tờ kẹo mắc mưu kẻ xấu. Gia đạo có chút bất hòa nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Kết luận, có thể nói năm 2023 là một năm bàn đạp để chuẩn bị cho những bước tiến thăng hoa nhảy vọt của người tuổi mùi trong năm giáp thìn 2024 này. Nói tiếp vận trình khả hành thông giáp thìn 2024 hứa hẹn nhiều may mắn thành công rực rỡ cho người tuổi mùi. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm tinh thần lạc quan và một chút may mắn từ thiên thời địa lợi thì những chủ dê có thể được cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong năm giáp thình. Tài chính cũng song hành với sự nghiệp thăng tiến mà không ngừng gia tăng. Dù là người làm công hay làm chủ đều đạt được mức tiền bạc như mong muốn, không những làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ được nhiều người khác.